Thích Công Đức Phật. Xin chào các Phật tử. Giờ hôm nay thì chúng ta tiếp tục một phần bài học mới, đó là bài học số 2. Bài học số 2 đó là phần bắt đầu mình học về liên quan đến lịch sử Đức Phật. Bài đầu tiên là phần bài Thái tử Thích Sĩ Đạt Ta Giáng Sinh. Phần này thì phần trọng tâm của bài học thì trước tiên đó là nói về phần lịch sử của Đức, một phần lịch sử liên quan đến Thái tử Sĩ Đạt Ta Giáng Sinh. Đó là mình có một đoạn lịch sử nhỏ, một đoạn lịch sử ngắn, đó là nói về Thái tử Sĩ Đạt Ta từ cung trời Tusita nhập vào thai bào của hoàng hậu Mahamaya, rồi sau đó 10 tháng hoàng hậu Mahamaya đã hạ sinh thái tử vào ngày rằm tháng Vesakha ở giữa hai thành phố, đó là thành phố Kapilavastu và thành Devadaha ở giữa ở dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Và khi Bồ Tát hạ sanh thì ngài bước đi được 7 bước, rồi sau đó ngài mới nói cái câu đó là: ta là bậc tối thượng trên đời, ta là bậc tối tôn trên đời, ta là bậc tối thắng, ta là bậc cao nhất trên đời, nay là kiếp cuối cùng, không phải không còn phải sanh ở đời này nữa. Dạ. Tức là phần cái câu nói này chúng ta tìm thấy trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 20 123, trong Trung Bộ kinh, bài kinh Hy Hữu Vị Thần Hữu. Câu này được tôn giả Ananda thuật lời, tức là tôn giả Ananda nói là chính cái điều này đã được Đức Thế Tôn ngài nói lại. Dạ. Là những điều hy hữu này đã được Đức Phật ngài thuật, đã được Đức Phật ngài nói và tôn giả Ananda kể lại ở trong bài kinh Hy Hữu Vị Thần Hữu, bài kinh số 123 ở trong Trung Bộ kinh. Dạ. Còn những chi tiết lịch sử khác liên quan đến Bồ Tát đản sinh thì chúng ta thấy ở trong phần các tài liệu về lịch sử, chỗ này chỗ kia có đề cập đến, nhưng mà riêng Bồ Tát mà ngài sinh ra mà ngài đi được 7 bước, rồi ngài nói lên cái câu Akko hamasmi lokassa sitho hamasmi lokassa citto hamasmi lokassa, cái câu đó thì câu đó ở trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 123 ở trong Trung Bộ. Tí nữa thì ở trong bài học này thì chúng ta sẽ có phần đoạn văn đó, chúng ta có cái câu Bali đó để chúng ta tập đọc. Học bài học này thì ít nhất là mình phải nhớ được cái câu Bali đó. Ít nhất là chúng ta nhớ cái câu Bali đó. Và theo ghi chép lại thì Đức Bồ Tát ngày ra đời thì đó là 623 năm trước Công Nguyên. Yeah. Cái lời của các Phật tử mình học Bali ở trong giáo trình này, đó là sau khi mình học xong cái bộ giáo trình này thì mình nhớ luôn cả lịch sử Đức Phật, những phần quan trọng. Dạ. Thí dụ như là ở trong bài này, ít nhất đó là chúng ta nhớ được là Đức Bồ Tát ngày ra đời vào ngày nào, ở đâu. Dạ. Tức là Đức Bồ Tát ngày ra đời vào ngày rằm tháng Vesak, tháng Vesak 623 năm trước Công Nguyên. Trong bài học mình thì còn đề cập chi tiết, đó là ở giữa hai biên giới của thành Kapilavastu và thành Devadaha. Dạ, thì đó là những chi tiết cần nhớ trong lịch sử của Đức Phật. Rồi ngài còn sau khi sinh ra thì Bồ Tát ngài còn đi, Thái tử còn bước đi được 7 bước, rồi ngài lên nói lên cái câu
ta là bậc tối thượng trên đời, ta là bậc tối tôn trên đời, ta là bậc cao nhất trên đời, nay là kiếp cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Dạ. Và câu dịch này thì sư dịch lại theo ở trong Trung Bộ, theo trong Trung Bộ kinh của Ngài Bà Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch, cho nên nó không có câu rùm rà giống câu mình nói, thường hay nói thiên thiên thường thiên hà duy ngã độc tôn gì, nó có trong đó. Sư dịch theo cái lối văn thông thường trong kinh Trung Bộ để chúng ta dễ hiểu. Dạ. Tí nữa thì khi trong phần bài đọc thì chúng ta sẽ có cái câu văn Bali đó. Dạ. Thì đó là phần đầu tiên liên quan đến lịch sử Đức Phật. Và đây là hình ảnh, nếu ai đó mình có đi đến Ấn Độ thì đây là hình ảnh của Lâm Thì Ni ở trong hiện tại. Hiện tại thì Lâm Thì Ni thì nằm ở Nepal chứ không còn ở Ấn Độ nữa, tức là ở vùng biên giới của Nepal chứ không còn ở Ấn Độ. Nó cách 25 km phía đông của kinh thành Ca Tỳ La Vị Xưa. Thì đó là liên quan đến đến phần lịch sử Đức Phật. Phần thứ hai rồi liên quan đến lịch sử Đức Phật thì trong bài học này thì mình còn phải học về thứ hai, đó là phần từ vựng. Phần từ vựng. Rồi phần còn phần bài học về văn phàm ở trong bài học này đó là chúng ta sẽ học về phần danh từ. Nhưng mà phần danh từ liên quan đến văn phàm thì chúng ta sẽ học sau. Bây giờ trước tiên làm học về từ vựng liên quan đến lịch sử Đức Phật trước. Bài học này thì bài học ngắn, cho nên mình chỉ học hai buổi thôi, tức là học buổi nay với buổi thứ ba nữa học cho kết thúc bài học này. Chủ yếu là tập đọc để người nào mà chưa đọc được ở bài học số 1 thì bài học số 2 này chúng ta đọc cho được. Chủ yếu là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta tập đọc nha bài học này ha. Đọc từ vựng. Ai có sách rồi thì coi như là mình đã có được phần từ vựng của phần này. Ai chưa có sách thì xem lại bài post trên Facebook của Quân Ngọc Trân hoặc là trong Facebook của sư Tinh Tuệ đó. Trong đó có gắn thẻ thì xem thêm phần ngữ nghĩa. Ở đây thì sư chỉ ghi lại chữ Bali. Chữ Bali để mình tập đọc chữ Bali rồi mình nhớ luôn cả nghĩa tiếng Việt, chứ không ghi cả hai vừa tiếng Việt vừa tiếng Bali thì nó nhiều lắm. Thì ghi tiếng Bali thôi rồi mình khi mình đọc thì mình nhớ nghĩa tiếng Việt. Rồi bây giờ mình nghe đọc rồi sau đó mình giơ tay mình đọc giống như mọi khi ha. Sư sẽ đọc trước. Sư sẽ đọc trước. Bây giờ chữ giữa là chữ đọc trước ha. Chữ giữa trong năm chữ này chữ giữa là chữ được đọc trước nhất. Sau đó bốn chữ còn lại. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá tức là sinh nhật. Sinh nhật hay là ngày sinh. Bây giờ dịch là sinh nhật đây ha. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cha to Aho Si. Cha to Aho Si. Cha to Aho Si. Được sinh ra. Được sinh ra. Cha to á hô xí được sinh ra. Punami đi quá xá. Punami đi quá xá. Punami đi quá xá ngày rằm. Punami đi quá xá ngày rằm. Punami đi quá xá ngày rằm. Vê sa khá ma xá. Vê sa khá ma xá. Về xa khá ma sát. Tháng về sát. Tháng về sát. Hoặc là tháng về xa khá. Tôi đọc tháng về sát đi cho dễ ha. Về xa khá ma sát. Tháng về sát. Về xa khá ma sát. Tháng về sát.
cha ta đi qua xá sinh nhật Siddhartha Raja Kumara thái tử Siddhartha cha to á hồ sĩ được sinh ra Unami đi qua xá ngày rằm về xa khá mà xá tháng về xa rồi lần nữa ha cha ta đi qua xá sinh nhật Siddhartha Raja Kumara thái tử Siddhartha cha to á hồ sĩ được sinh ra Unami đi qua xá ngày rằm về xa khá mà xá tháng về xa. Không biết anh các khánh có lên room không à bữa nay à anh các khánh có lên Zoom hay không à? Dạ thưa ơi, con thấy các khánh mày bây giờ ai đọc được giơ tay lên mày thăm mấy cá hỗ trợ cho sư mày các tử ha. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên để đọc bài ha. Mời ai đọc được giơ tay lên đi, ai đọc được giơ tay lên rồi thăm mấy cá sẽ thay cho sư mời các tử mình đọc bài. Rồi mình đã có 5 người rồi đó, thăm mấy cá mời từ từ đi, cứ mời từ từ rồi sao này ai giơ tay lên tiếp thì mình sẽ mời. Rồi xin mời cô Hồng Mai à. Siddhartha Raja Kumara thái tử Siddhartha cha tố Ahosi được sinh ra ngày rằm Purnami đi quá xá quê xa khá mà xá tháng quê sắc. Rồi tốt. Rồi xin mời Phật tử An Trần. Dạ con xin đọc sư. Đọc lớn lớn lên sao nghe có vẻ nhỏ vậy người ta. Dạ. Con đọc sư. Siddhartha Raja Kumara Jato Ahosi Jata Di Vasa Punya Midi Vasa Vesa Kamasa. Dạ, con xin mà nhớ nghĩa đọc luôn nghĩa ha. Dạ. Xin mời cô tu nữ dự. Dạ, con xin đọc. Cha tá đi quá xá ngày sinh Siddhartha Raja Kumara thái tử Siddhartha cha tô á hồ sĩ ngày sinh ra được sinh ra bồn nhá mì đi quá xá ngày rằm mì đi quá xá mà xá về xá được sinh ra kiến cúc tắc mi nè. Con xin đọc rồi. Rồi. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Gia tá đí vá xá là ngày sanh. Siddhartha Raja Kumara là tên Siddhartha. Jato Ahosi là ngày được sanh. Buna tí đi vá xá là ngày rằm. Về khá mát xá là tháng về sắc. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha tá đi quá xá là ngày sinh Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Jato Ahosi là ngày được sinh ra. Dạ. Bunyamidiwasa. Bunyamidiwasa là ngày rằm. Vesakhamasa là tháng Vesak. Dạ thưa sư con sa khá ma sa. Bê sa khá ma sa. Dạ. Dạ thưa sư con sa. Dạ. Cảm ơn sư. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ con xin đọc sư. Cha tá đi quá xá là ngày sinh Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Cha tô á hồ xí được sinh ra
Quân ná mi đi quá xá là ngày rằm. Vê sa khá ma xá là tháng vê sắc. Tôi xin hết. Rồi, đó. Đó. Thế mà Phật tử Minh Ngạn. Dạ, con xin đọc ạ. Chê, xin đọc lại ạ. Cha tá đi quá xá. Sĩ tát há ra chá khu má ra. Cha tố á hồ cha tô á hồ sĩ bunami 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 đi quá xá dạ đấy là quê xa khá mà xá dạ anh xin thấy là thế mà Phật tử nương à mà cô nương dạ bạch sư con xin đọc ạ. Cha tá đi quá xá là ngày sinh. Si tha si đá tha ra cha kumara. Dạ, si đá tha ra cha kumara là thái tử Sĩ Đạt Ta. Cha tô a hô si. Cha tô a hô si. Cha tô a hô si. A hô si. Cha tô cha tô cha tô á hồ xí là được sinh ra pun ná mi đi quá xá là ngày rằm quê xá khá ma xá là tháng quê sắc. Dạ con xin hết ạ. Ở nguyên tắt mic đi ha, ở nguyên chưa tắt mic á. Rồi, xin mời Phật tử Nguyên ạ. Xin mời Phật tử Nguyên ạ. Alo, đó là chị Hảo Nguyễn, Nguyễn Hảo á. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha tá đi quá xá là ngày sinh nhật ạ. Là sinh nhật, ngày sinh nhật. Sita Sita Thara Jakumara là thái tử Siddhartha. Rato Ahosi là được sinh ra. Punang Bunami đi quá xá là ngày rằm. Quê xa khá ma xá là tháng về sắc. Nhưng mà Phật tử Liên Diệu. Dạ mô Phật thưa sư con đọc ạ. Cha tá đi vá xá có nghĩa là ngày sinh. Siddhartha Raja Kumara có nghĩa là thái tử Tất Đạt Đa. Jato Ahosi có nghĩa là được sinh ra. Punami Divasa có nghĩa là ngày rằm. Vesakha Masa có nghĩa là tháng Vesak. Rồi, có. Xin mời Phật tử Huyền. Thưa sư con xin đọc ạ. Jata Divasa là ngày sinh. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Jato Ahosi là được sinh. Punami Divasa là ngày rằm. Vesa Khama Sa là tháng Vesak. Rồi. Rồi. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ thưa sư con đọc ạ. Gia tá đi quá xá nghĩa là ngày sinh. Siddhartha Raja Kumara thái tử đất Tất Đạt Đa. Gia tô á hô xí được sinh ra. Punami Divasa ngày rằm.
Vesa khá ma xá tháng Vesak ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Sao Nguyên. Xin mời Phật tử Sao Nguyên ạ. Xin mời Phật tử Sao Nguyên ạ. Mời Phật tử khác đi thăm đi cá. Dạ rồi. Xin mời Phật tử JBL Flip 3. Dạ, Phật tử xin đọc. Cha tá đi quá xá ngày sinh nhật. CH Tha Giá Khu Ma Rá, tên của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cha Tô A Hô Xí, ngày sinh. Bun Nhá Mi Đí Quá Xá, ngày rằm. Vê Sa Khá Ma Sắc, tháng Vê Sắc. Dạ, xin hết. Cái này mời mấy lần hôm nay mới đọc được nha. Dạ, bác sư. Tại quên tên. Con xin đọc ạ. Dạ, bác sư, con xin đọc ạ. Dạ. Ra Thá Đí Quá Xá là ngày sinh ạ. Tí Đá Thá Gia Ra Khú Ma Rá là Thái tử Siddhartha. Cha Thố Á Hô Xí là được sinh ra. Buôn Nhá Mí Đí Hoa Xá là ngày rằm. Vê Xá Khá Ma Xá là tháng Vê Sắc. Dạ, con xin hết. Để ý cái chữ Buôn Lá, Buôn Lá, chữ N là nó, chứ không phải là nhá. À, nãy giờ nghe đọc cái chữ nhờ không à, chữ N là ná, chữ pun ná, chữ nhờ, chữ N dấu ngã mới là nhá, còn chữ N chấm dưới là pun ná, pun ná mi đi quá xá. Dạ, dạ, pun ná đi ví quá xá. Dạ, dạ, con cảm ơn sư ạ. Mà Phật tử có tên Galaxy ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Già tá đi va xá si đà thá ra giã cu ma rá già tố a hà xí a hồ xí già tố a hồ xí vù nhá mi đi va xá về sắc kha ma rá. Con xin hết ạ. Rồi, cố gắng đọc thêm nha, cố gắng đọc thêm ha. Dạ, con mà học buổi đầu nguyên lên. Dạ. Mà Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ, con xin đọc thưa sư. Cha tá đí quá xá xí đá thá cha xí đá thá ra chá cú má rá cú má rá cha tố á hố xí ôn ná mi đí quá xá về xá khá má xá. Dạ, thưa sư, con hết. Rồi. Về nhà tập đọc thêm, đọc cho nhiều lên. Dạ, thưa sư. Xin mời Phật tử cuối cùng, Mang Lát Ngan đi. Dạ, con xin đọc. Dạ, tá. Dạ, tá. Dạ, đi quá xá là ngày sinh. Si dạ, tá. Tha Giá Kumara là Thái tử Siddhartha. Yato A Hú Xí là sinh ra. Buna Mí Đi Vá Xá ngày rằm. Vê Sát Khá Má Xá là tháng Vê Sát Khá. Con xin hết. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Tịnh Thảo. Còn một người nữa hả? Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ.
Cha tá đi qua xá là sinh nhật. Si đắc thá ra chá phú ma rá là thái tử sĩ đặc đa. Cha tô á hô xí là được sinh ra. Bun lá mi đi qua xá là ngày rằm. Quê xá khá ma xá là tháng dây sắc ạ. Thì xin hết ạ. Rồi. Quý phật tử nào giơ tay nhớ tắt tín hiệu giơ tay dùm để người sau có thể không bị lộn mà. Cảm ơn. Có còn ai nữa? Dạ. Dạ còn phật tử Trường Văn Điền sư. Với phật tử thấy. Dạ. Mà phật tử Trường Văn Điền. Dạ xin đọc ạ. Dạ tả lý quá xá. Si hattha raya ku mara yato ahosi punami diwasa vesat kha masa. Dạ hết dạ. Rồi. Đã rồi ạ. Phật tử Ánh hình Phật tử Ánh đọc đọc chưa ạ? Dạ chưa ạ. Dạ rồi. Dạ cô mời cô mời. Sư cần cho con đừng đọc ạ. Cha tá diwasa ngày sinh ạ. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Tất Đạt Đa. Chato Ahosi được sinh ra. Puna Mi Diwasa ngày rằm. Vesa Khamasa là tháng Vesak. Con xin nhé. Đó. Có còn dạ. Ai nữa? Dạ hết rồi sư ơi. Dạ hết dạ, rồi. Cảm ơn nhiều. Hôm nay có vẻ là các Phật tử mình đọc chưa được tốt lắm. À, đọc chưa được tốt lắm. Thật dù nhiều người đọc nhưng mà đọc chưa đúng lắm. Giờ nghe lại ha. Nghe lại về cố gắng đọc thêm. Về nghe lại cái clip sư đọc lại cho đúng. Dạ. Yeah. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá. Cha tá đi quá xá. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Cha tô a hồ xí. Cha tô a hồ xí. Cha tô a hồ xí. Punami đi quá xá. Punami đi quá xá. Punami đi quá xá. Về xa khá mà xá. Về xa khá mà xá. Về xa khá mà xá. Rồi đó là năm từ vựng đầu tiên. Bây giờ chúng ta học thêm năm từ nữa. À, năm từ nữa cho bài học đầu tiên này. Rồi năm từ vựng tiếp theo cho bài học đầu tiên. Mỗi một bài như vậy chúng ta có khoảng 10 đến 15 từ vựng dành cho việc học thuộc lòng để củng cố cho phần từ vựng cho việc sửa bài tập để giải bài tập cho mỗi một bài học. Và cho nên chúng ta cố gắng học một ít từ vựng để tập đọc phần từ vựng này cũng để củng cố cho phần tập đọc tiếng Bali của mình. Nếu mà mình không thuộc từ vựng, không đọc được từ vựng thì mình không thể nào đọc đoạn văn được. Rồi nó cũng để củng cố cho sau này mình muốn dịch thuật gì đó, muốn đọc bản Bali gì đó, mình cũng cần phải có cái vốn từ vựng này. Nếu mà không có từ và đặc biệt cái từ vựng ở đây các tử học đó, nó không có dư. Vì đây là những từ vựng Phật học không. À, những từ vựng liên quan đến lịch sử Đức Phật không.
không có từ vựng ngoài ở đâu cả. Và trên các từ vựng này thì học có lại cho các Phật tử mình rất nhiều. Yeah. Rồi từ đầu tiên đó là cha gia tí. Cha gia tí. Cha gia tí, cha gia tí là sinh á, sinh đẻ. À, cha gia tí. Ví dụ tôi sinh năm mấy gì đó thì chữ cha gia tí anh đây là sinh. Dạ. Lumpini wana. Lumpini wana. Lumpini wana, chữ lumpini wana ở đây thường dịch là lâm tỳ ni đó. À, lâm tỳ ni, vườn lâm tỳ ni đó. Phiên âm là lâm, thì cái chữ lâm thì dịch, nhưng mà từ chữ tỳ ni là phiên âm. À, từ đó lâm tỳ ni thì lumpini wana. À, himavantu. Himavantu, chữ này mình dịch là hi mã lập sơn. À, himavantu. Himavantu, thật ra những chữ này thì vừa dịch vừa phiên âm. Himavantu, hi mã lập sơn. Himavantu, hi mã lập sơn. Kapila vattu nagara. 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 Thành ca tỳ la vệ. Kapila vattu nagara. Thành ca tỳ la vệ. Devadaha nagara. Devadaha nagara. Thành Devadaha. Devadaha nagara. Thành Devadaha. Ở đây thì đúng ra là đọc thành Kapila vattu luôn cho nó quen. À, quen cái chữ này thì người ta thường quen dịch thành ca tỳ la vệ rồi, còn thành Devadaha này ít có ai người dịch lắm, thường đọc luôn cái chữ gốc, cho nên tôi giữ lại cái chữ gốc cho nó. À, rồi đọc lại. Cha gia tí. Cha gia tí. Cha gia tí. Lumpini wana. Lumpini wana. Lumpini wana. Himavantu. 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 Kapila vattu nagara. Kapila vattu nagara. Kapila vattu nagara. Devadaha nagara. Devadaha nagara. Devadaha nagara. Kapila vattu nagara. Devadaha nagara. Rồi đọc lại lần nữa ha. Cha gia tí sinh. Lumpini wana. Lâm tỳ ni. Himavantu. Hi mã lập sơn. Kapila vattu nagara. Thành ca tỳ la vệ. Devadaha nagara. Thành Devadaha. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Ai đọc được giơ tay lên ha. Rồi thăm mấy cái mời các tử giơ tay giúp xin. Một Phật tử Phạm Tịnh Thảo. À, dạ con xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. À, dạ thưa sư, con đọc ạ. Cha gia tí. Lumpini wana. Himavantu. Kapila vattu nagara. Devadaha nagara. Đó. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ xin đạo ạ. Cha gia tí. Lumpini wana. Himavantu. Kapila vattu nagara.
Diwadaha Nagara. Dạ xin thấy ạ. Đó. Xin mời Phật tử Ánh à. Thưa sư con xin đọc ạ. Cha Jati Numbini Wana Hima Hima Wantu Kapila Watu Nagara Dewa Daha Nagara. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Quỳnh. Dạ bà sư con đọc Gia Gia Tí Lâm Bí Ní Quá Ná Các Bí Lá Quá Thú Ná Gá Rá Thí Má Hoành Tú Đê Quá Đá Phá Ná Gá Rá. Con xin hết. Rồi đó. Xin mời Phật tử Liên Diệu. Dạ môn Phật, thưa sư con đọc ạ. Cha Giá Tí Lâm Bí Ní Vá Ná Thí Má Hoành Tú Cà Pí Lá Vá Thú Nagara Devadaha Nagara. Liên Diệu này học Bali giỏi hả? À, đọc rất là chuẩn, đọc rất là tốt. Không biết Liên Diệu này Phật tử hay là người xuất gia? Dạ mô Phật, dạ con xuất gia thưa sư. À, Bali rất là giỏi, đọc rất là chuẩn. Cảm ơn sư ạ. Xin mời Phật tử Minh Nhạn ạ. À, dạ thưa sư, cho con hỏi chỗ này xíu, ở chỗ mà cái Lumbini á, tại sao chỗ này chữ U mà mình đọc là Lum mà không đọc là Lú à? Đúng à. Cái này nó ghép với chữ M phía sau, U mà U mà cho nên là đọc âm. Dạ, với cái Hima Wan Tú là cũng là chữ A luôn á sư. Sao mình đọc là cái chỗ mà Hima Wan Tú á, dạ sao lại đọc là mình đọc là A mà không đọc là Á chỗ đó à? Hi má. Dạ, quanh tú á, chữ quanh á. À. Á nà đó, á nà. Hi má quanh. Vậy là mình vẫn đọc là hi má quanh tú hả sư? Hi má quanh. Quanh. Dạ mà sao con thấy chữ đó chữ A á sư? Á. Đâu phải cái chữ A tức là đọc giọng Á anh. Dạ. Tức là A thì đọc giọng Á. Vậy là mình cứ đọc là hi má quánh tú đúng không ạ? Hi má quanh. Dạ, chỗ đó con không hiểu là tại sao lại là quanh mà sao mình không đọc là quánh á. Cái chỗ âm thứ ba á, hi má quanh tú á, chỗ chữ quanh á, sao mình đọc là quanh á sư? Là sao anh thắc mắc làm sao sư không hiểu. Dạ, chỗ đó là chữ, viết là chữ A thì mình đọc là Á. Mà à. Dạ mà tại sao mình đọc ở đây không đọc là quánh tú mà mình đọc là quanh tú à? Anh thắc mắc cái phần ghép á sư, chị A chị N á sư. Chị mà bạn chú. Á N An thôi, Á N An thôi. Á N An thì mình đọc là hi máu quánh tú chứ sao lại là hi máu quanh tú à? Hi máu quanh thôi chứ đâu có gì anh. À, dạ tại con thấy viết chữ A mà sao mình lại đọc là thành cái âm A dài á. Dạ. Cái này nó dạng âm nhấn. À âm nhấn. Dạ rồi để con ghi chú rồi. À, cái này dạng nó dạng âm nhấn. Dạ vâng. Âm vậy nhấn, âm nhấn á, nó gần giống như là âm nó không bằng âm A dài thôi nó, nhưng mà nó gần như A dài. À dạ vâng. Tức là giống như ví dụ như là A dài nó là 100% thì cái âm nhấn này nó gần như là 80-90%. Nó gần như vậy. Yeah, chứ yeah. Nó không giống như là âm ngắn là 50%. Ví dụ vậy, mình đo ro nó như vậy. Dạ. Yeah. Vậy mình có cái cách nào để mình phân biệt được, mình biết chỗ nào là âm nhấn, chỗ nào là âm ngắn? Khi mà một cái nguyên âm nó đi với một hai phụ âm là chỗ đó nó là âm nhấn. Dạ, một nguyên âm đi với hai phụ âm. Thí dụ chỗ này nè, anh thấy nó hai phụ âm nè, thấy không? Chữ N với chữ T nữa thì cái này nó là hai phụ âm. Dạ. Thì chỗ đó nó là âm nhấn. Ở chỗ lum này nó cũng là âm nhấn nè. Dạ vâng. Một nguyên âm đi với hai phụ âm. Dạ, để con ghi chú. Dạ, con cảm ơn sư, giờ con xin phép đọc ạ. À. Dạ. Cha quá tí cha, con xin đọc lại ạ. Cha giá tí
Lumbini Wana Hima Wantu Kabila Watu Nagara Nagara yeah. Dewada Hanagara. Dạ con xin hết ạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Cha Giá Tý ngày sinh Lâm Bí Ní Quá Ná Lâm Tỳ Ni Hí Má Quanh Tú Hí Mã Lập Sơn Cá Bí Lá Vách Thú Ná Gá Rá Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá Thành Đê Quá Đá Há. Con xin hết. Con xin... Yeah. Xin mời Phật tử tiếp theo cho IBL ạ. À. Dạ, thầy tên đi các tưởng mình nên dạ, dạ, tên đổi tên à. Con cô anh cách đổi tên này chút nữa bày lại con dạ. Dạ con xin đọc. Cha Giá Tý Lâm Tý Ní Quá Ná Hí Má Quanh Tú Cáp Bí Lá Quá Thú Ná Gá Rá Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá. Dạ con hết rồi. Thầy Nguyễn gì đó cũng được. Quý Phật tử lưu ý sau khi đọc rồi nhớ kích vào để hạ tay xuống ạ. Xin mời Phật tử tiếp theo, Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc. Cha Bá Chí là được sinh ra Lubini Vá Ná là thành Lubini. Hí Má Văn Chú là Hí Má Lập Sơn. Kapila Vatu Nagara là thành Kapila Vatu. Devadahana Gara là thành Devadaha. Dạ thưa con xin hết. Cha Tý, Cha Giá Tý, xin Lâm Bí Ní Quá Ná Hí Má Hoàng Tú Kapila Vát Thú Ná Gá Rá Đề Quá Đá Há Đề Quá Đá Há Ná Gá Rá. Năm Phật Galaxy 13 nè, tắt mic nè. Dạ, xin mời Phật tử tiếp theo, xin mời cô Hồng Mai ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Cha Giá Tý Hạ Sinh Lâm Bí Ní Quá Ná Lâm Tỳ Ni Hí Má Quanh Tú Hí Mã Lập Sơn Cá Pí Lá Quách Thú Ná Gá Rá Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá Thành Đê Quá Đá Há. Dạ thưa sư xin hết ạ. À, đó. Nhưng mà Phật tử Hảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là Hạ Sinh Lâm Bí Ní Quá Ná Lâm Thành là Lâm Tỳ Ni Hi Má Quán Tú Hi Má Quán Tú Hi Mã Lập Sơn ạ. Cáp Bí Lá Quá Thú Ná Gá Rá Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá Thành Đê Quá Ná Há. Con xin hết. Xin mời Phật tử Nương ạ. Cái tên của họ để 20 chữ phải đọc cho hết tên lắm. Nó đọc ngắn một cái tên. Dạ rồi. Sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là Hà Sinh Lâm Bí Ní Quá Rá là Lâm Tỳ Ni Hi Má Quanh Chú là Hi Mã Lạc Sơn Cá Pí Lá Quá Thú Na Gá Rá là Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá là Thành Đê Quá Đá Há. Dạ rồi. Sư mà Phật tử Phi Sương ạ. À. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là ngại là Hạ Sinh, Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni, Hi Má Quanh Tú là Hi Mã Lạp Sơn, Ca Bí Lá Quá Thú Ná Gá Rá là Ca Tỳ La Vệ, Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá thành Đê Quá Ná Há. Đá Há. Dạ thưa sư. Rồi, xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ, thưa sư con đọc.
Cha Giá Tý là Hạ Sinh. Lâm Bí Ní Vá Ná, Quá Ná. Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hí Má Văn Tú. Hí Má Văn Tú là Hí Má Lạp Sân. Ca Pí Lá Văn Tú Ná Gá Rá là Thành Ca Tỳ La Vệ. Đê Vá Đá An Gá Đê Vá Đá Ha Ná Gá Rá là Thành Đê Ha Vá. Dạ thứ sư con hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý là Sinh. Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hí Má Quan Tú là Hí Mã Lạp Sơn. Ca Bí La Vắc Thú Ná Gá Rá là Thành Ca Tỳ La Vệ. Đê Vá Đá Há Ná Gá Rá là Thành Đê Vá Đá Há. Xin hết rồi sư. Mà Phật tử Liễu Loan à. À, sư con xin đọc ạ. Cha Giá Tý Lùm Bí Ní Phá Lá Y Má Quần Tú Cá Bí Lá Quát Phú Lá Gá Giá Đề Hoa Đá A Lá Gá Giá. Rồi. Học đọc thêm cho nhiều lên nha. Dạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin đọc. Gia Giác Tý sanh ngày sinh Lâm Bi Ní Vát Ná Lâm Tỳ Ni Hi Má Văn Tú Hi Mã Lập Sơn Cá Bí Lá Vá Thú Nát Gác Gá Thành Ca Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Va Đát Hát Nát Gá Hát Thành Đê Va Đát Hát. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Con thưa sư con đọc ạ. Gia Giá Tý Hạ Sinh Lung Bí Ní Quá Ná Lâm Tỳ Ni Hí Má Quan Tú Hí Mã Lạp Sơn Cá Bí Lá Quát Thú Ná Quá Rá Ta Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Quá Rá Thành Đê Quá Đá Há. Con xin hết ạ. Ra đi chị Hoa này cũng đọc khá tốt, đọc khá giỏi. Yeah, tốt đấy. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Con xin mời Phật tử Huyền ạ. Bơ em ra trên đó. Ốc trường. Ok. Trần Thị Hoa tắt mic đi. Dạ thưa sư cho con xin đọc ạ. Gia Giá Tý Hạ Sinh Lâm Bí Ní Quá Ná Lâm Tỳ Ni Hí Má Quan Tú Hí Mã Lạp Sơn Ca Bí La Vá Thú Ná Gá Rá Thành Ca Tỳ La Vệ Đê Quá Đá Há Ná Gá Rá Thành Đê Quá Đá Há. Xin hết ạ. Quý phương tử lưu ý sau khi đọc xong rồi mình nhớ tắt mic và thả tay xuống ạ. Rồi, bây giờ con sẽ mời phương tử tiếp theo, phương tử mang cái lá lên đi ạ. Dạ, con xin đọc. Cha Giá Tý là Hạ Sinh. Lâm Bí Ní Quá Ná là Lâm Tỳ Ni. Hí Má Quan Tú là Hí Má Lạp Sơn. Cá Tí Lá Quá Tú Há Ra Lá. Là Thành Ca Tỳ Ra Vệ. Đê Vá Đá Há Ná Gá Lá
Đá hả? Nay đọc chậm quá, bữa nay chắc ham chơi quá, tao mà đọc chậm quá chậm. Em nghĩ gì mà em phải đổi rồi? Nếu qua tắt mic đi. Đừng nếu qua chưa tắt mic á. Mời đi mọi người tiếp theo đi thắm. Dạ rồi, xin mời Phật tử tiếp theo. Phật tử Tabani ạ. Sinh đạo ạ. Giá tí là người sinh. Lâm tí ní quá ná là vườn lâm tì ni. Đã làm sơ. Cha tí ná quá. Thua. Cha tí ná rá là thành ca tỳ la vệ. Đê quá. Ta gá rá là thành đê quá nó rá. Đó rồi, phần tử Trường Nghĩa Hoa tắt mic đi ạ. Chịu cách nhầm người không? Sao phú Trần Nghĩa Hoa nó không chịu tắt mic à? Sao đọc xong thì nãy giờ mà không tắt mic à? Mày lại đi thăm đó. Còn ai không? Alo. Tâm cá này. Alo, Long ơi, sao kêu? Alo. Cho sư tắt mic luôn rồi, sư ơi. Hả? Long xong rồi, mic đi Long. Dạ rồi. Cảm ơn Phật tử Sa Nguyễn à. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Gia giá tí là hạ sinh, lâm bí đí quá ná là thành là vườn lâm tỳ ni, hí má quán thú là hí mã lạp sơn, ca bí lá vá thú na gá rá là thành ca tỳ la vệ, đế quá đá ha na gá rá là thành đế quá ná. Dạ con xin hết ạ. Dạ hết rồi sư ạ. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc lại ha. Nghe đọc lại rồi về tập đọc thêm. Cha giá tí. Cha giá tí. Cha giá tí. Lùm bí ní quá ná. Lùm bí ní quá ná. Lùm bí ní quan ná. Hí ma quan tú. Hí ma quan tú. Hí ma quan tú. Kapila vat thú na ga ra. Kapila vat thú na ga ra. Kapila vat thú na ga ra. Đề quá đá ha na ga ra. Đề quá đá ha na ga ra. Đề quá đá ha na ga ra. Rồi đó là phần ạ. 10 từ vựng. Bây giờ chúng ta học một đoạn đàm thoại ngắn về cách hỏi tên ha. Rồi ở đây thường một đàm thoại này thì hai người nói, nhưng bây giờ mình học ở trên đây một người, mình đóng qua hai người luôn. Ở đây chúng ta có hai cách hỏi tên.
trong sách mình thì người ta, trong sách bài học thì người ta chỉ cho mình một dạng thôi, ở đây người ta cho mình hai dạng, hai cách hỏi tên. Ở đây của hai người đại diện đó là một người tên là Tí Xá, một người tên là Naga. Súp Hăng để câu chào hỏi này mình học hôm qua rồi, cái này mình tiếp nó thôi. A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Toan, tức là mình giới thiệu tên mình trước rồi sau đó mình hỏi tên của người khác. Cái người kia họ mới trả lời lại A Hăng Na Gu Nam Má. Đó là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai đó là họ nói tên của họ trước, đó là A Hăng Tí Xô Nam Môn Hí. Rồi họ mới hỏi lại đó là Tui Hăng Nam Măng Kinh. Người kia trả lời lại đó là A Hăng Na Gu Nam Môn Hí. Có hai cách hỏi và hai cách trả lời. Rồi đọc lại ha. Súp hăng A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Toan A Hăng Na Gu Nam Má A Hăng Tí Xô Nam Môn Hí Tùy Hăng Nam Măng Kinh A Hăng Na Gu Nam Môn Hí Súp hăng A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Toan A Hăng Na Gu Nam Má A Hăng Tí Xô Nam Môn Hí Tùy Hăng Nam Măng Kinh A Hăng Na Gu Nam Môn Hí. Rồi lần nữa ha. Súp hăng A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Toan A Hăng Na Gu Nam Má A Hăng Tí Xô Nam Môn Hí Tùy Hăng Nam Măng Kinh A Hăng Na Gu Nam Môn Hí. Rồi đó là cách đồng thoại vì cách hỏi tên ngắn gọn ghép với cách chào hỏi ha. Chào hỏi trước rồi hỏi tên. Dạ, hai cách hỏi tên. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên. Rồi Long Tham Mi Cát, Long mời một số Phật tử. Dạ, xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Tí Xá Chú Phật Na Ga Chú Phật A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Phân A Hăng Na Gô Nam Má A Hăng Tí Xô Nam Mâm Hí Bì Hăng Na Măng Kinh A Hăng Na Gô Nam Mâm Hí. Rồi. Con xin mời Phật tử Hảo ạ. Hảo Nguyên ạ. À, con xin đọc ạ. Su phăng A Hăng Tí Xô Nam Má Cô Nam Má Toan A Hăng Na Gô Nam Má Nam Má Na Gô Nam Má A Hăng Tí Xô Nam Bộ Nam Mâm Hí Tí Hằng Nam Măng Kinh A Hằng Na Gô Nam Mâm Hí. Cái này phải nhớ ha. Nhiều khi người ta đặt câu hỏi kiểm tra, người ta đặt cái câu hỏi hỏi tên của một người khác. Ai biết câu hỏi đặt tên của một hỏi tên của một người khác thì biết không được nha. Rồi ạ. Xin mời Phật tử Minh Ngạn. Dạ, sư, hình như cái chỗ đoạn 1, 2, 3, 4, 5, cái dòng thứ 5 hình như con thấy là A Hăng Na Gô Na Má, cái đó hình như là tôi tên là Na Gô chứ đúng không ạ sư? Không. Cái Na Gô đó là người ta chia nó dạng 5 tánh. Tên Na Gát thôi. À không, con thấy cái chỗ dịch Việt á lại là tôi tên Tí Xá thì có phải là mình bị đánh sao? Đúng rồi. À dạ. Đúng rồi. Dạ. Con xin phép đọc ạ. À rồi. Dạ, Su Phăng
Ahang tiso nama konama tuang Ahang nago nama, hoặc là Ahang tiso namomi. Tuy hằng nà măng khiền á hằng nà gô nà mô mi. Dạ con xin hết ạ. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ con cảm ơn sư. Rồi ạ. Quý Phật tử sau khi đọc rồi lưu ý hạ tay xuống ạ và tắt mic. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Cô gái rồi. Con xin đọc. Sư phạm á hằng tích sô nà mắt cô nà mắt con á hằng nà gô nà mắt Mọi người khác đi Nam. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sipang Sipang Aham Tiso Nama Go Nama Toan Aham Nago Nama Aham Tiso Amo Hi Namo Hi Namo Hi Nam mồm hí, đọc ghép lại. Nam mồm hí. Đúng rồi. A hằng tí sô nam mồ hí. Tuy hàm nam na má kim. A hàm na gô, na gô, na mô, na mồm hí. Nam mồm hí. Cái chữ M đó mình đọc nó hai lần ha. Nam mồm hí. Mình nam vừa đọc chữ ô mà ôm rồi chữ m đó mình vừa đọc với ghép với chữ h ở phía sau nữa cho nên nó là nam môn hí nam môn hí nam môn hí nam môn hí còn cái chữ đó là á hăng chứ không phải là á ham á hăng á hăng á hăng rồi dạ con cảm ơn sư. Nhưng mà Phật tử Kim Cúc vào. Dạ thưa sư con xin đọc. Su phang Su phang A hang tiso nama Go nama phang A hang nago nama A hang tiso namom hi Tuy hang namang kin A hang nago namom hi. Con xin hết sư. Xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin bạch sư con xin đọc ạ. Su thăng á hăng tí sô nam má cô nam má tuăng á hăng na gô nam má á hăng tí sô nam mùm hí túy hăng na măng kinh á hăng na gô nam mô hí. Dạ xin hết ạ. Xin mời cô Hồng Mai ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xuất phân, á hằng tí sô na má, gô na má thuần, á hằng na gô na má, á hằng tí sô na mồm hí, tí hằng na măng kìm, á hằng na gô na mồm hí. Dạ hết ạ. Xin mời Phật tử Vi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su phang Su phang A hằng tí sô na má Cô ma Cô na má A hằng na gô na má hoặc là A hằng tí sô na mô Na môm hí Tuy hằng Na măng kim A hằng na gô Na môm hí. Dạ thưa sư hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Nguyên Lan. Dạ thưa sư con đọc. Su phang A hằng tí sô na má Cô na má tăng A hằng na gô na má
A hằng tí sô ná mâm hí. Tí hằng ná măng kinh. A hằng ná gô ná mâm hí. Dạ thưa sư hết. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Su phăng, su phăng. A hằng tí sô ná má. Gô ná má quăng. A hằng ná gô ná má. A hằng tí sô ná mâm hí. Tuy hằng ná măng. Tuy hằng na măng kinh, a hằng na go na mầm hi. Con xin hệ dạ. Rồi, đó. Xin mời Phật tử Liên Diệu. Phật tử con đọc. Xúc hầm, a hầm tí sô na má. Go na má tuam, a hầm na go na má. A hầm tí sô na mầm hi. Na mầm hi. Tuy hầm na mâm kim, a hầm na go na mom hi. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Xin mời cô Lâm Thị Nương ạ. Xin mời cô Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Xu phăng, á hăng tí sô ma na má. Cô na má toan, á hăng na go na má. Á hăng tí sô na mông mi. Tuy hăng na măng kinh, á hăng na go nam mô mi. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Nhưng mà Phật tử Chi à. Dạ con xin đọc ạ. Sư bằng, sư bằng. A hằng thích sô na má. Cô na má toan. A hằng na go na má. Hoặc là a hằng thích sô na mom hi. Tuy hằng na mang kim. A hằng na go na mom hi. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ ơn sư hết à. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc lại. Xúc phăng a hằng tí sô na má. A hằng tí sô na má. Cô na má toan. Cô na má toan. A hằng na gu na má. A hằng na gu na má. A hằng tí sô na mồm hí. A hằng tí sô na mồm hí. Tùy hằng na măng kinh. Tùy hằng na măng kinh. A hằng na gô na mồm hí. A hằng na gô na mồm hí. Rồi lần nữa ha. Xúc hằng. Xúc hằng. A hằng tí sô na má. Cô na má toàn. A hằng na gô na má. A hằng tí sô na mồm hí. Tùy hằng na măng kinh. A hằng na gô na mồm hí. Rồi đó là phần đàm thoại. Vậy thì hôm nay mình có ba phần bài, hai phần bài, ba phần bài học. Đó là phần nói sơ về lịch sử Đức Phật, về Thái tử Sĩ Đạt Ta Giáng Sinh, rồi phần từ vựng liên quan đến lịch sử Đức Phật, rồi một phần đàm thoại. Phần bài học này thì còn ba phần nữa, đó là phần đọc đoạn văn Mali, phần văn phạm, rồi phần số đếm từ 11 đến 20 thì mình sẽ học một buổi nữa, rồi còn phần sửa bài tập. Không biết một buổi nữa có kịp hay không. Không kịp thì chúng ta sẽ học thêm một buổi nữa, ba buổi ha. Nếu hai buổi không kịp thì chúng ta sẽ học ba buổi. Bữa nay thì chúng ta chỉ tạm học bao nhiêu đây riêng lớp lớp Bali 2, lớp Bali 2 thì thôi nha. Chúng ta cố gắng ngày mai vào sửa bài tập thêm buổi Chủ nhật đi ha. Lớp này thì tạm gọi lớp Bali 1.
à, lớp ly 1, còn lớp ly 2 thì chúng ta học một buổi thôi, một tuần học một buổi. Yeah. Mai cố gắng vào sửa bài tập, vào sửa bài tập tiếp theo của quyển quyển 1 đi, bài tập số 7 thì phải. Bây giờ thì lớp tạm nghỉ ở đây ha, lớp tạm nghỉ ở đây rồi tối thứ ba chúng ta học lại. Mời cô Phước Duyên lên cầm mic để mình tiếp theo học đi. Dạ, buổi học đến đây là xong ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dạy công biên soạn và giảng dạy.